Xin chào các bạn, hiện giờ thì bên tay trái là trung tâm y tế. Chúng ta đang đi trên đường Nguyễn Đình Chiểu. Nói về đường Nguyễn Đình Chiểu, đây có Đại học Kinh tế và đang kế bên, bây giờ là kế bên ở đó, đó là Đại học Kiến trúc. Tiếng nói Việt Nam á, VOH nhà ông Ngọc cũng là VOH Nguyễn Đình Khiêm, đi tới đường đi nơi trong một vị nhỉ. Quên tên đường, nó là một cái ngã ba đường. Rồi chúng ta đang Nam Kỳ khởi nghĩa và Nguyễn Đình Chiểu. Bên tay phải là tòa giám mục tổng giáo phận Sài Gòn, cơ quan của tôn giáo ở khu vực miền Nam. Này tập trung các văn phòng của các công ty tương đối nhiều, các nhà lớn lập lên và các văn phòng công ty thì ở đây rất rất nhiều. Ở đây có một cái tòa nhà theo kiến trúc Pháp. Thế nào ở đây? Nhà triệu đô. Đây là một cái nhà theo kiến trúc châu Âu. Rất to. Trên đường này tập trung các cái tòa nhà lớn, cho nên các văn phòng của các công ty đặt ở đây rất rất nhiều. À,
trước mặt là một địa điểm của một vị hoàng thượng đã thành thiêu để phản đối người đại diện về cái sáng chỉ đó. Đây, đây là đây.